Dạ vâng, em chào các bác đã quay trở lại với kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Có địa chỉ là xóm 7, xã Khánh Nha, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại của em là 0936 525 998. Số này em có đăng ký luôn cả Zalo các bác nhé. Hôm nay em lại có một cái cặp bánh nhôm để chia sẻ này các bác đây. Cặp bánh này của em mang thương hiệu Campagnolo, một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ nước Ý. Bánh này thì nó có model là Campagnolo Sahaman Ultra các bác nhé. Bản này là bản 2-way fit. Dòng bánh này thì nó là dòng bánh nhôm nhẹ nhất và nó là dòng cao cấp nhất của hãng Campa các bác nhé. Bánh này thì cái đời của nó thì nó vẫn đang là sử dụng cái má nhôm trắng. Còn cái cặp Campa Sahaman đời mới Mule thì cái má của nó là nó màu đen. Dòng này thì cái má của nó thì vẫn là cái là nhôm màu trắng các bác nhé. Về cấu hình ấy thì nó cũng cũng giống như cái cặp Mule thôi, nó cũng vẫn là sử dụng bạc đạn ceramic và đùm carbon các bác nhé, bạc đạn ceramic đấy. Cái này thì nó là bi gốm các bác nhé, ceramic này nó là những cái viên bi gốm màu kiểu như màu trắng sữa các bạn. Nan thì nó là nan nhôm bản to dẹp đó. Cái bánh này thì nó sử dụng cối là cối 10, dùng được cho Shimano và Ezza các bác nhé, sử dụng cho Leap 10 đó, đây. Ở chỗ cái cối này ấy thì có một số cái nan đây này các bác này, đây. Một số cái nan ấy, cái này là kiểu như là chủ cũ người ta chạy xong là người ta để nó bị rơi xích ấy, nên là nó cọ vào đây nó hơi bị xước một chút đó. Cái này thì em không muốn xử lý chứ em để nguyên, không là em xử lý cái là nó đen xì hết luôn đó. Để nguyên bản các bác nhé. Đấy. Dòng này thì Campa này thì tiếng nổ của nó rất là hay. Bánh nó chạy bạc đạn ceramic này nó rất là trớn các bác nhé. Đó. Bác nào mà đang sử dụng cái clip 9 thì cho thêm cái miếng đệm vào là dùng ok. Về hình thức ấy thì cặp bánh này thì nó là hàng lướt đã qua sử dụng, nhưng mà theo em quan sát thì bánh nó còn khá là đẹp. Đấy. Đây, đây là cái má của nó các bạn này. Cái má của nó còn rất là dày các bác nhá. Đó. Chỗ này thì nó có một vài cái vết đen, nó là cái vết phanh nó để lại. Một chút cái má. Đây. Sahaman Ultra. Đấy. Má còn rất là đẹp. Đây cái má đằng trước ấy thì nó mới hơn các bác. Má đằng trước nó mới hơn. Kiểu như là người ta cái bánh đằng trước là người ta ít phanh nên là cái má của đằng trước nó còn mới hơn cái má đằng sau. Đó. Bánh sử dụng vỏ ruột rời các bác nhé. Bánh này thì sử dụng vào ruột rời rồi. Đấy, những cái má ở bên này đây. Đấy, chỗ này thì nó có dính một chút cái dầu. Đấy. Dòng này thì các bác chạy trời mưa này, các bác chạy đường đèo dốc sử dụng những cái cặp bánh này là rất là ok. Rất là ngon luôn các bác nhé. Đây, đây là mã code của nó này. Đấy. Highway Fit Campa. Tibet Campa đẹp như mới các bác nhé. Đấy, cái Tibet em chưa thấy có xước luôn. Đùm là đùm carbon, bạc đạn ceramic. Cái bánh này thì giá nó khá là mềm, nó chỉ hơn 10 triệu một chút thôi các bác ơi. Đấy, cơ bản là vì nó sử dụng cái cối 10, cái cặp này nó mà cối 11 thì nó cũng khá là cao đấy các bạn. Ngày trước là hình như em bán có cặp nó cối 11, cũng dòng Campa Sahaman Ultra này, bánh đẹp. Là nó phải rơi vào tầm khoảng 16 triệu đấy các bạn. Đấy, hàng 10 triệu này thì nó rẻ hơn được mấy triệu. Đấy. Bác nào mà muốn sử dụng cái cho clip 11 về, các bác tháo cái cối ra các bác đưa thợ tiện ấy, người ta tiện. Nó tiện một chút các bác này. Tiện cái này này. Tiện cái chỗ này các bác này. Đấy, tiện cái chỗ này xuống một tí nữa thôi là đưa cái clip 11 vào là ok. Còn thì ví dụ như là muốn xài 11 thì các bác kiếm cái cối 11
các bác bỏ vào, thay cái cối kia ra, mang cái cối kia ra bán thì cũng được khoảng 1 triệu. Đấy, cái cối 11 của Shimano các bác mua hàng lướt thì nó khoảng 1,7 triệu, 2 triệu. 2 triệu thì nó là hàng cực đẹp luôn, gần như mới. Đây cái tì bật rất là mới luôn các bác nhé. Bạc đạn ceramic chân nan. Đấy, tất cả là còn nguyên bản của nhà sản xuất các bác nhé. Cái chân nan này, chân nan là nguyên bản hết. Đó, chưa có dấu hiệu là bị căng lại nan các bác nhé. Đấy, với một cái mức giá rất là hợp lý. Cặp này thì nó hơn cái cặp Honda một ít thôi, nhưng mà chất lượng thì nó hơn Honda rất là nhiều. Nguyên 4 cái bạc đạn ceramic của nó bây giờ mua nó gần bằng cặp Honda lướt rồi. Đấy. Đấy, thì em vừa quay chi tiết cái cặp bánh Kamba Nolo Sherman Ultra. Bánh này thì nó là bánh nhôm, bản này nó là dường như nó bản cao quá. Bản này thì nó cao khoảng hơn 2 cm các bác nhé. Đó. Đấy. Chạy bạc đạn ceramic đùm carbon. Cặp này thì giá trên 10 triệu một chút thôi các bác ơi. Thì bác nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ em số điện thoại 0936 525 998. Số này em có kết nối luôn cả Zalo các bác nhé. Có cần hình ảnh thì cứ nhắn vào Zalo cho em. Xin phép được kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Em chào các bác.